Chào tất cả anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Lò Kéo Thiên Show. Hôm nay em sẽ giới thiệu top 2 thì được rất là nhiều câu hỏi từ anh chị các bạn. Thì hai mẫu lò phía sau lưng em là đang sốt hàng, rất là sốt hàng luôn nha mọi người. Nếu mà trong tầm giá 4-5 triệu thì chắc chắn mọi người không thể nào bỏ qua. Nói chung xem hàng trăm video trên YouTube thì mọi người đừng nên bỏ qua cái video này. Thì đây là top 2 bán chạy nhất trong tầm 4-5 triệu mà bên Lò Kéo Thiên Show kinh doanh từ 2 năm trở lại đây. Thì nói chung là theo như mọi người đã biết thì bên em đã bán, chính bản thân em đã kinh doanh trên 5 năm về bên lò kéo rồi. Trước đó thì cái số người lượng bán lò kéo đếm trên đầu ngón tay thôi đó. Thì hồi trước đó em bán trên Zalo, Facebook thì có thể là mọi người chưa biết, thì mọi người biết đến em từ khoảng 2017 đến nay. Thì em cũng chia sẻ thật tình bán qua ra khoảng mười mấy ngàn con lò trên thị trường rồi. Thì anh chị các bạn muốn biết hoặc là nhiều thành phần trẻ trâu nói em nói thằng này bốc phét này kia các kiểu thì cứ vào Zalo, Facebook số 0915486462 nha. Zalo, Facebook là sẽ biết. Đó, em đang trên 10.000 khách trong đó, rất là nhiều khách. Thì đây là top 2 bán chạy nhất và chắc chắn ở thời điểm hiện tại là hay nhất trong tầm giá 4-5 triệu tại Lò Kéo Thiên Show. Giá con này là 4.290.000 và bên đây là 4.390.000 nha mọi người. Đây là Tiso 509 và Tiso K402. K402 và K403 nó cũng là một, nhưng mà nó kiểu nó khác cái góc cạnh, nó bo. K403 thì nó thẳng chỗ này, còn K402 thì nó chỗ này nó bầu xíu. Đó. Mọi người cùng hướng mắt vào video và xem hết video này nha. Let's go. Nói về công sức vẫn không qua nổi con này.
ở thời điểm hiện tại tại Bà Kiểu Tiên Sơn. Và bây giờ em kết nối con 803. Tên nó là Bluetooth, con này Bluetooth. Con này Bluetooth nó là WRXBT, là K402 nha. K402, 403 nó là một. Cũng hát một đoạn đó luôn. Chi tiết thì em có review nhiều rồi, nói chung em không có nói nhiều ở video này để tránh dài video tốn thời gian, đỡ tốn thời gian của anh chị các bạn. Em chỉ đi vào phần so sánh micro và nhạc thôi. Test thử một đoạn nhạc Bolero con 403 của con 509. Giờ em sẽ lên 50 nha. 50. Xíu đó thì mọi người thường quan niệm con lo bự hơn thì công sức nó mới lớn hơn, thì mọi người cùng cảm nhận và cho ý kiến nha. Đây ca 42 chúng ta đây ca 42
nếu mà mọi người ở ngoài thực tế thì chắc chắn con K42 nó là mạnh nhất. Thì trước giờ nói chung trong tầm giá em bán 5 năm nay thì nói chung hiện tại em chưa biết con nào công sức. Nhưng mà nói về bằng tầm giá hơn 4 triệu xíu, chưa tìm thấy con nào công sức mạnh hơn mà micro nó hay hơn con này với lại bền. Em sẽ test thử một đoạn khác ha. Cha, qua con lo 509 chúng ta. Mới 50 thôi đó. Thì con này nó sẽ rè ở mức tầm khoảng 80% âm lượng, hơn 70, khoảng gần 80 nó sẽ rè, nó bể tiếng. Nếu mà mọi người giảm bass chép lại thì nó sẽ không rè, còn nếu mà tăng full bass chép mình để lên tầm khoảng 80 là nó sẽ rè đó. Nhưng mà thường nếu mà muốn xài lo bền thì người ta thường để 50-60 thôi. Thì con này nếu mà mọi người để 50, mọi người có thể đáp ứng nhu cầu ở ngoài trời, thậm chí mình có thể đấu công sức với những cái lo khác luôn đó. Anh chị các bạn biết cái mẫu lo nào công sức đánh mạnh hơn mà hay hơn ở cái tầm giá này, cái để lại comment bên dưới chia sẻ cùng mọi người nha. Đó, cứ chia sẻ nha, chứ đừng có chửi em. Nói chung là riêng bản thân em cảm nhận thấy con này công sức mạnh nhất trong tầm 4 đến 5 triệu thôi, thì mọi người cứ đóng góp ý kiến bên dưới chứ đó. Rồi con này là 19 giờ, còn mình sẽ tìm thêm một đoạn nhạc mình tra tấn hang lo này nữa nha, một đoạn nhạc nào đó mình sẽ kết thúc video luôn. Thử nhạc bass thử ha. Để 30 nè mọi người. 30. Chính thì nó sẽ nhỏ rõ rệt hơn, còn nếu mà 50 thì hai con mình khó phân biệt với nhau. Ngày 30 của 509 nó sẽ nhỏ. Nó full trên điện thoại. Còn 30 của con 402 nè, 30%. Nè mọi người nghe rõ. 30% nha, 30. Ngày 30 nè. Đó, lúc mà lên 50 thì hai con nó mới xê xích, nó mới 90 với nhau. 50 nè. 50. Sớm quá rồi, bây giờ em mở thêm một đoạn nhạc nhẹ nữa nha. À.
mở thử một đoạn nhạc sóng ọt găng Tết nha, sưng nha, không lời, và em sẽ kết thúc video. Đây là em để 50 và sẽ tăng lên 60, 70 từ từ nha. Đây là ca con cao 402. Nói chung là hai con em đều yêu thích và được rất là nhiều anh chị các bạn ủng hộ trong tầm giá 4-5 triệu. Thì ở thời điểm hiện tại thì nói chung á, thì con K402 nó vẫn bán chạy hơn một xí, bán chạy hơn một xí thôi. Tuy nhiên cũng có một bộ phận khách hàng yêu thích con 509. Thì anh chị các bạn thấy thích con nào hơn, và đừng quên để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới để đóng góp cho những anh chị các bạn nào mình đã dùng con lo nào, một trong hai con lo này. Cứ để lại phần ý kiến bên dưới để cho mọi người cùng những anh chị các bạn mình chưa biết á, và mình chưa sử dụng sản phẩm này, để mình được cái gọi là cái lời góp ý để mình lựa chọn được cái một sản phẩm ưng ý cho mình. Nói chung là chốt lại một câu clip này thì chắc chắn với mọi người một điều, từ trước đến giờ mình kinh doanh công nghệ cũng khoảng gần 5 năm, thì hiện tại là chưa có mẫu lo nào bán chạy qua hai con này, nếu mà nói về phân khúc 4-5 triệu nha mọi người. Tại vì mỗi phân khúc nó có một cái dòng lo bán chạy khác nhau và hay khác nhau. Thì hiện tại là không có con lo hay nhất Việt Nam đâu, không có con lo nào gọi là hay nhất trong tầm giá, chỉ có con lo nào là giống như là được khách hàng ưa chuộng nhất. Là thứ nhất về nó karaoke nó nhẹ nè, và nó có cái độ bền đó. Rồi hai con lo này đáp ứng cho mọi người nha. Hiện tại địa chỉ em để phần mô tả bên dưới, 448/20/4 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 7 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
nhất và chi nhánh thứ hai là tại đối diện 54/143/11 Phạm Hùng. Cứ định vị là loa kéo Tissot quận 8 nha, còn Gò Vấp là loa kéo Tissot là định vị là bên Gò Vấp. Và một cái chi nhánh mới mở tại Thủ Dầu Một Bình Dương là số 1 đường số 2 khu dân cư Hiệp Thành 2, ngay mặt tiền ngay góc ngã ba luôn nha mọi người. Và một cái đại lý tại Xuân Lộc Đồng Nai nha mọi người, nghe không kịp cứ bấm vào mô tả bên dưới hay số điện thoại hỗ trợ chỉ đường, tư vấn miễn phí là 0915486462 0962809867 nha mọi người. Rồi xin thân ái chào tạm biệt và cảm ơn mọi người, chúc thật nhiều sức khỏe, chúc anh chị các bạn đang xem video clip này thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Rồi thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh cập nhật những video hot nhất nha. Bye bye.